Vua Phim xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu một bộ phim Hàn Quốc vừa mới ra mắt. Nó được truyền thông đưa tin là truyền nhân của điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 và khuyến cáo các chị em xem phim thì nên chuẩn bị khăn giấy, thế nên nó được khán giả mong ngóng từng ngày. Vậy điều ước cuối của tù nhân 2037 có gì đặc biệt, câu chuyện thế nào thì hãy cùng Vua Phim tìm hiểu nhé. Tại một vùng quê Hàn Quốc, nữ chính Yoon Young cùng người mẹ câm sống hạnh phúc với nhau, cứ mỗi ngày đi học về là cô thường được mẹ đi đón, thậm chí còn thường xuyên hái hoa để tặng con gái. Bà cũng là một người mẹ rất tuyệt vời, tuy khiếm khuyết về cơ thể nhưng mỗi ngày đều cố gắng nuôi con ăn học. Còn Yoon Young cũng là một người con ngoan, ước mơ lớn nhất của cô là trở thành một công nhân viên chức, để có thể giúp cuộc sống của hai mẹ con đỡ khó khăn hơn. Trong thời gian rảnh rỗi, Yoon Young còn dạy mẹ học nói, nhưng vào một ngày cô được nghỉ học sớm và Yoon Young quyết định đi đón mẹ. Nhìn thấy con gái bà như quên hết mệt mỏi của một ngày làm việc, Yoon Young lúc này lễ phép chào hỏi với ông chủ của mẹ. Nào ngờ sự xuất hiện của cô đã gieo cho hắn một suy nghĩ tà ác. Đến hôm sau khi mẹ Yoon Young đi làm, hắn đến nói với bà rằng từ lúc gặp con gái thì hắn không sao ngủ được, nếu có thể thì hắn sẽ bỏ tiền để mua cái ngàn vàng của con bé. Vừa nói xong thì hắn ta đã ăn ngay một phát và bay kính. Điều đó đã khiến hắn ta nuôi hận trong lòng. Rồi mẹ Yoon Young dùng ngôn ngữ ký hiệu cảnh cáo hắn tránh xa con gái ra, sau đó cứ thế rời khỏi xưởng làm việc. Nhưng ai ngờ tên biến thái này đã đi tới quán cà phê Yoon Young làm việc. Ở đây hắn vô tình biết được cô hôm nay sẽ phải tăng ca về muộn. Ánh mắt của hắn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Yoon Young. Khi trở về nhà hắn càng thêm buồn bực khó chịu. Thế rồi hắn đã có một quyết định, đó là mai phục trên đường về nhà của Yoon Young. Đợi khi cô đi ngang qua liền ra tay. Vì thấy con mãi không về, người mẹ cũng vội vàng đi tìm, nhưng vì không biết nói nên chỉ phát ra những âm thanh ú ớ. Còn tên biến thái cũng đã thỏa mãn được thú tính của hắn, làm Yoon Young chỉ biết nằm im bất động trong bụi cỏ. Khi thấy mẹ của Yoon Young gọi điện, tên biến thái nói rằng nếu cô dám nói chuyện này với ai thì hắn sẽ giết chết mẹ cô. Điều đó đã làm sự phẫn uất trong lòng Yoon Young dâng trào. Nhân lúc hắn đang rời đi, cô đã lấy đá mà chút giận, làm cho tên biến thái không kịp phản kháng mà ra đi mãi mãi. Sau chuyện đó, Yoon Young bị đưa tới cục cảnh sát. Bọn họ cho rằng cô đã cố ý giết người. Luật sư cũng nói bất lực trong vụ này, bởi vì luật pháp Hàn Quốc không cho rằng việc giết người là tự vệ. Hơn nữa, phòng vệ chính đáng không thể trở thành hành vi báo thù. Bọn họ không hề quan tâm đến Yoon Young đã phải trải qua những gì. Lúc này cô mới nói chỉ cần mẹ cô được an toàn thì tất cả đều không sao. Cho dù có phải vào tù thì Yoon Young vẫn luôn nghĩ đến mẹ. Đây đúng thật là một cô bé hiếu thảo. Người mẹ vì chuyện này đã rất suy sụp. Cô nói với mẹ hãy mặc kệ mình, cho dù có người giúp đỡ cũng đừng chấp nhận, bởi vì mẹ quá vất vả rồi, cô không muốn mẹ vì mình phải chịu thêm cực khổ. Cuối cùng Yoon Young bị tuyên án 5 năm tù giam. Lúc này mẹ cô ngồi phía dưới đã không thể nào kìm chế được. Bà xông lên khẩn cầu bọn họ đừng bắt con gái đi, nhưng căn bản không giải quyết được vấn đề gì. Cảnh tượng thật quá khó xử cho những ai chứng kiến việc đó. Không lâu sau thì Yoon Young đã được chuyển đến trại giam. Thứ chờ đợi cô là một cuộc sống như địa ngục. Ngay ngày đầu tiên, Yoon Young đã bị đánh đập tàn nhẫn, cô còn phải chịu đựng đau đớn, đêm đến thì không dám ngủ, thậm chí hôm sau còn bị bắt lau dọn vệ sinh. Cuộc sống quá bi thảm khiến cô phát khóc. Lúc này chị Đại trong phòng mới đến hỏi chuyện và động viên. Bà nói hãy mạnh mẽ lên vì thời gian đầu là rất khó khăn. Trước kia bà cũng có một người con trai, nhưng đã bị một kẻ say rượu lái xe tông chết. Điều đó là một sự đả kích với bất cứ người mẹ nào, thế là bà đã đến phóng hỏa đốt nhà hung thủ, làm 4 người chết cháy, và sau đó bà đã bị tuyên án chung thân. Nhưng những ngày sau đó bà đều cảm thấy tội lỗi, chính vì vậy ở trong tù mỗi ngày bà đều tụ kinh để đền tội. Cho đến bây giờ thì mọi chuyện đã ổn hơn, dù không biết là Yoon Young mắc tội gì, nhưng bà nói thời gian sẽ chữa lành tất cả. Điều đó lại khiến Yoon Young nhớ về người mẹ, thế là đêm đó cô đã thức viết thư cho bà. Hôm sau thì gần như Yoon Young đã thích nghi được với cuộc sống ở đây, làm cho tất cả mọi người trong phòng có ánh mắt khác về cô. Bọn họ bắt đầu thông cảm với cô gái nhỏ bé này, lúc lao động sẽ tận tình giúp đỡ để cô không phải làm nhiều, lúc quản ngục soi mói còn giúp Yoon Young bật lại. Điều đó khiến Yoon Young cuối cùng cũng cảm thấy một tia ấm áp. Sau khi nhận được lá thư Yoon Young gửi thì mẹ cô cũng đến thăm. Lúc hai mẹ con gặp nhau thì bà đã không thể nào kìm được nước mắt. Yoon Young hỏi tại sao mẹ lại đến đây. Lúc này bà không còn dùng ngôn ngữ ký hiệu nữa, mà cố phát ra những câu nói bập bẹ để chứng tỏ với con gái rằng dù hoàn cảnh khó khăn thì bà vẫn luôn cố gắng, cũng như để động viên con gái hãy cố gắng sống tốt và không phải lo lắng cho bà. Điều đó khiến cho Yoon Young bật khóc. Thực sự cuộc sống của hai mẹ con đã quá bất hạnh. Nhưng không lâu sau Yoon Young đột nhiên ngất xỉu, làm bạn tù phải đưa cô đến phòng y tế. Ai ngờ ông trời vẫn luôn biết trêu đùa Yoon Young. Sau khi kiểm tra, bác sĩ cho biết cô đã có thai với tên biến thái. Đây đúng là một cú sốc với cô gái nhỏ bé này, làm cô muốn chạy thoát khỏi đây và về với mẹ. Nhưng cuối cùng cô bị cánh cổng của trại giam ngăn cản và bị quản ngục lôi lại. Cũng không biết cô gái 19 tuổi này sẽ phải chịu thêm bao nhiêu đau khổ nữa. Yoon Young nằm dài dưới sàn và khóc đến mức ngất đi. Cai ngục vì sợ cô làm điều dại dột lên đã trói tay cô lại, thậm chí còn đưa chị Đại đến phòng biệt giam để chăm sóc Yoon Young.
Không lâu sau thì cô đã được trở lại phòng, vì cái thai trong bụng mà đã có lúc Yun Yang có ý định nghĩ quẩn, thậm chí không muốn để mẹ lo lắng mà Yun Yang đã từ chối gặp mặt, làm cho mẹ cô vô cùng lo lắng. Đúng lúc này trong tủ có mấy con mụ phòng khác muốn gây sự, cứ tưởng rằng Yun Yang là người dễ động vào, ai ngờ chưa kịp làm gì thì đã bị chị Đại ngăn lại, và trực tiếp dạy cho một bài học nhớ đời. Khi trở về phòng, chị Đại mới nói rằng Yun Yang thử kiến nghị lấy lý do mang thai, để có thể tiếp nhận sự giúp đỡ của truyền thông và xã hội. Nếu như chuyện đó thành công, có lẽ Yun Yang có thể ra tù trước hạn, nhưng cô không muốn tiếp nhận bất cứ sự giúp đỡ nào. Nếu như ra sớm để nghe những lời đàm tiếu bên ngoài, thì có lẽ ở trong này cùng hội chị em vẫn tốt hơn. Hơn nữa, nếu như mẹ biết cô có thai nhất định không sống nổi, dù không nhờ sự trợ giúp bên ngoài thì Yun Yang cũng phải hy vọng vào buổi tái xét xử. Nếu thuyết phục được bồi thẩm đoàn thì cô sẽ được giảm án, chứ ở trong này 5 năm thì cũng không phải là cách hay, và điều quan trọng hơn cả là phải chăm sóc đứa bé đó thật tốt. Lúc này các quản ngục trong tù cũng biết đến trường hợp của Yun Yang, vì thế họ đã sắp cho cô một công việc mới nhẹ nhàng hơn, chỗ làm việc thì cũng rất gần phòng y tế, ban ngày thì cô đi làm còn tối thì lại thức để viết thư cho mẹ. Nhưng vào một hôm Yun Yang đau bụng dữ dội, khiến cai ngục phải đưa cô tới bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói đã mang thai 6 tháng nhưng đứa bé vẫn còn rất nhỏ. Tuy vậy thì nhịp tim lại rất tốt và không có vấn đề gì. Từ đó trở đi các chị em trong phòng đã không cho Yun Yang làm thứ gì, để cho đứa bé có thể phát triển tốt nhất. Không lâu sau thì ngày tái xét xử cũng tới. Yun Yang bất ngờ từ chối lời biện hộ của luật sư. Cô đã lên tiếng thừa nhận hành vi giết người của bản thân, nhưng cũng khẳng định là bản thân bị cưỡng hiếp. Và nếu quan tòa tuyên án cho cô 5 năm hay 10 năm thì cô cũng chấp nhận. Sau khi ra tù cô sẽ trở về với mẹ, cùng nhau cố gắng sống tiếp giống như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đây cũng coi như ước mơ cuối cùng của cô gái này. Với Yun Yang nơi này thật quá đáng sợ. Nghe được những lời này ai chứng kiến cũng phải động lòng. Cuối cùng ý kiến của thẩm phán và bồi thẩm đoàn đạt được thống nhất. Yun Yang được thay đổi hình phạt từ 5 năm xuống còn 1 năm. Với kết quả thế này, các bạn tù ở chung vô cùng vui mừng. Cũng đã không biết từ bao giờ mà Yun Yang đã như người thân của họ. Những lúc rảnh rỗi là chăm sóc cô như mẹ chồng chăm con dâu. Quản ngục thì cũng rất tạo điều kiện, thậm chí còn thường xuyên thăm hỏi và mua đồ ăn ngon cho Yun Yang. Đến đêm thì những người bạn tù lại lặng lẽ vẽ tranh lên tường nhà vệ sinh. Để sáng hôm sau khi cô bước vào thì có một bất ngờ lớn, tuy rằng đây chỉ là những thứ nhỏ bé, nhưng ở nơi này nó là một món quà vô giá, thậm chí bọn họ còn chuẩn bị cả quần áo cho đứa bé. Tuy vậy thì chiếc áo màu xanh đó lại quá giống với áo tù nhân, điều đó làm cho bọn họ nghĩ phải làm lại cái mới. Buổi sáng hôm sau, phạm nhân gương mẫu phát hiện quần cô đã thiếu một ống. Thì ra là đã bị người khác lấy đi làm thành quần áo cho em bé. Quả nhiên chiếc áo màu hồng đó rất đẹp. Sau đó hội chị em lại hội ý để đặt tên cho đứa bé, và họ sẽ lấy cái tên Bonnie cho nó. Vì Bonnie trong tiếng Hàn là vỏ bọc, bọn họ hy vọng nó sẽ là thứ bảo vệ cho những người yếu đuối. Trong trại giam lúc này, từ quản ngục đến phạm nhân ai cũng mong ngóng ngày đứa bé chào đời. Bên ngoài thì nghĩ nơi đây là địa ngục, nhưng với Yun Yang lúc này thì nó giống một tổ ấm hơn. Thậm chí bạn tù còn lợi dụng đủ loại vật liệu vụn trong lúc làm việc để làm đồ chơi cho đứa trẻ, vì khi nó sinh ra mạnh khỏe thì sẽ trở thành hy vọng của mỗi người. Nhưng đúng lúc này Yun Yang lại nên cơn đau bụng dữ dội, cô lấy ra thuốc giảm đau và uống cả vốc lớn. Tới lúc bạn tù trở về thì Yun Yang đã thoi thóp, bọn họ nhanh chóng gọi quản giáo đưa cô đến phòng đẻ. Vốn dĩ Yun Yang không hề biết mình sắp sinh, mặc dù bác sĩ đã cứu được Yun Yang, nhưng cô có thể tỉnh lại hay không vẫn là ẩn số. Mà cặp song sinh vĩnh viễn mất đi cơ hội nhìn thấy mẹ, điều đó làm bạn tù vô cùng lo lắng. Người mẹ lúc này bên ngoài cũng biết tin, bà đau đớn bước đến bên con gái. Tại sao ông trời lại luôn biết cách trêu đùa hai mẹ con họ đến vậy? Ngày hôm sau Yun Yang trong cơn hôn mê lần nữa nghe thấy tiếng tim đập của con, như thể nó đang gọi mẹ nhanh tỉnh lại. Yun Yang cũng đã chuẩn bị cho mỗi bạn tù một bức thư, cô cảm ơn mỗi người vì đã giúp đỡ cô rất nhiều, cho dù thiếu cô thì mọi người vẫn phải sống vui vẻ. Và nhanh chóng ra tù thực hiện những giấc mơ còn đang dang dở. Phim đến đây cũng hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở bộ phim tiếp theo, bye bye. Các bạn thấy sao về bộ phim này? Hãy để lại ý kiến ở bên dưới để mình biết nhé. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye.